Ôi à, cái đám mưa này chắc lớn dữ lắm à. Chú lấy đò ơi, chú coi chỗ nào an toàn à, mình ghé mình trú mưa đi chú. Tạnh mưa rồi mình hãy đi tiếp đi chú. Tôi biết rồi, được rồi, đợi tôi kiếm cái bãi đất quan ở phía trước á, tôi tấp vô, đợi cho trời bớt bớt mưa rồi tôi chở đi tiếp. Sao mà chú ghé cái chỗ này nó vắng que vậy? Chú phải lựa chỗ nào an toàn rồi chú hay ghé chứ. Chứ chỗ này vắng que ghê thấy mồ. Bây giờ chú cứ đưa chúng tôi trở lại bến đò cũ đi. Chú đưa nhanh lên đi, cho chúng tôi trở lại chỗ cũ. Ai nói được bà đó? Ông làm gì vậy? Làm gì hả? Chết, là tự do người chút lấy thôi.